chiếc chuông dành cho những người healer chuyên nghiệp. Chiếc chuông này được có cái tên gọi là New Moon, là sản phẩm cao cấp của ngài Santa ở Nepal, ký hiệu cho cái chuông New Moon là tên của ngài Santa, một chữ ký, và có một ký hiệu nữa là hình hoa sen để nhận biết. Đầu tiên là chiếc Full Moon, đây Full Moon có ký hiệu Full Moon, là cũng dòng chuông của ngài Santa, chữ Omni Tây Tạng. Hai chiếc này cùng size là 26 với nhau. Mục đích của mình là để test bốn chiếc chuông này. Đây là chiếc chuông thường, gọi là chiếc chuông Black, chiếc chuông natural á, chuông truyền thống để trị liệu. Đây là cũng chiếc chuông thường, có màu gold, màu vàng gold, và cái màu này khá là đồng điệu với chiếc chuông New Moon. Bốn chiếc này là cùng size hết, là tất cả đều size 26. Bốn chiếc này để lai gõ lấy sóng âm. Đầu tiên lai lấy sóng âm của chiếc New Moon trước, lấy âm vang trước nha. Cái tiếng cắt ban đầu lên để nhìn nhận. Rồi, chiếc kế tiếp là một chiếc chuông thường màu vàng gold, khá tương đồng với cái hình thức bên ngoài với chiếc New Moon. Chiếc New Moon và chiếc chuông thường màu gold này cho ra cái âm vang khá tương đồng tới 99%. Và đây là chiếc chuông Full Moon, cũng là size 26 luôn, cũng lấy âm vang để xem so sánh có sự khác biệt gì với chuông New Moon. Rồi tiếp tục, đây là chuông Black, cũng là size 26 bằng nhau, lấy âm vang. Sóng rung đầu tiên chiếc New Moon trước, kế tiếp chiếc màu màu gold thường, lúc nãy là lấy sóng âm rồi, bây giờ lấy sóng rung thì cũng tương đồng với nhau. Thật sự hai chiếc này là 99%, hoàn toàn giống nhau. Chiếc Black lấy sóng rung, sau khi lấy sóng sóng rung và âm vang của bốn chiếc cùng size là 26 với nhau. Trong bốn chiếc này á, New Moon này là dòng chuông mới cho ra đời và rất là đắt tiền, đắt nhất trong những chiếc chuông còn lại. Thì trong bốn dòng đó, dòng thường, rồi dòng Full Moon và dòng Black, dòng chuông Gold cũng là dòng thường, thì chỉ có chiếc chuông Full Moon và chuông New Moon này là cao cấp. So về thì sóng là sóng rung và âm là âm vang, cái âm vang nó không bằng những dòng chuông Full Moon. Về mặt hình thức thì chuông New Moon hoàn toàn đẹp hơn, có vẻ sáng và đẹp hơn, đẹp rất là đẹp về hình thức bên ngoài, còn về sóng âm thì tương đối tương đồng với nhau, không khác gì mấy so với chuông thường ngày làm. Vì chuông thường ngày làm á, là đầy đủ sóng âm, còn chiếc New Moon này giá thành rất là cao nhưng mà hiệu quả mang lại không tương đồng. Cá nhân mình thì khuyên mọi người nên sử dụng chuông thường, những người là làm chuông chuyên nghiệp thì không cần sử dụng đến cái dòng mới này đâu, thì dòng mới này khá đắt mà cũng không mang lại cái hiệu quả cao như mong đợi được.